Hi, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A04 phiên bản 4GB. Đây là một trong những dòng điện thoại với mức giá rẻ của Samsung các bạn nha. Máy được thiết kế nguyên khói nhựa nha, mặt lưng giả kính nè. Các góc thì sẽ được bo tạo cho chúng ta cảm giác cầm nắm rất là mềm mại nha. Không bị cấn tay, rất là ôm tay luôn. Máy thì được trang bị màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip MediaTek Helio P375 8 nhân. Chúng ta sẽ có RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB nha. Và máy này cũng có tính năng mở rộng RAM nữa, Quyền mở cho các cô chú anh chị bạn mình xem. Vô có phần mà chăm sóc thiết bị nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có dung lượng bộ nhớ khả dụng hiện tại nha là 41GB các bạn nha. Chúng ta sẽ chọn vào cái mục bộ nhớ RAM. Lại máy kiểm tra ha. Ở cho phần cô chú anh chị bạn phải thấy cái phần RAM LED nè, chúng ta sẽ chọn vào đây. Máy sẽ cho chúng ta mở rộng thêm 2GB hoặc là 4GB. Ở đây hiện tại là đang mở rộng 4GB rồi nha. Rồi chúng ta muốn dọn RAM thì chúng ta chọn vào đây để mà chúng ta dọn ha. Máy trang bị 4GB, mở rộng thêm 4GB. Về camera thì chúng ta sẽ có camera hình giọt nước như thế này, với độ phân giải của camera selfie là 5 megapixel. Camera chính ở phía sau thì chúng ta sẽ có hai cam, một camera chính là 50 và cam phụ là 2 megapixel nha. Đèn led thì nằm kế bên, mặt lưng bóng nha các bạn nha. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên là tai nghe âm lượng, phía trên cùng chúng ta sẽ có mic hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video. Phía bên trái chúng ta sẽ có chỗ để khe sim, máy hỗ trợ 2 sim 4G nha và có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Ở phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc và lo. Máy trang bị viên pin của chúng ta là 5000 mAh và có hỗ trợ tốc độ sạc nhanh là 15W, sẽ giúp rút ngắn được thời gian mà chúng ta sạc pin, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm dùng sản phẩm này lên. Máy rất là ok. Cảm giác cầm nắm rất là ôm tay nha. Về camera thì chúng ta sẽ có camera. Camera chính thì chúng ta sẽ có là 1x, 2x nè. Chúng ta sẽ có nhân 4, nhân 10 luôn nha. Rồi về chân dung thì chúng ta sẽ chụp ảnh chân dung, chụp xóa phông nha. Được luôn nha. Rồi về video thì chúng ta sẽ quay video được Full HD 30p. Một số tính năng khác như chụp chuyên nghiệp, toàn cảnh, chụp thức ăn và trôi nhanh là thêm lab các bạn. Về camera selfie thì chúng ta sẽ có camera selfie cũng rất là ok, có chân dung, có góc rộng từ camera selfie. Đây chân dung đây, chụp xóa phông từ camera trước nha, xóa mịt mù luôn. Quay video thì chúng ta sẽ quay video được Full HD 30 frame. Một số tính năng khác cũng như là chuyên nghiệp, toàn cảnh, thức ăn và trôi nhanh. Ok, đây là về camera. Đây là một trong những dòng điện thoại giá rẻ của Samsung ha. Với mức giá hiện tại là 3.490.000. Đang được giảm 400.000 đồng tại thế đầu điện máy xanh, chỉ còn 3.900.000 thôi. Thì các cô chú chị bạn mình đang tìm một dòng điện thoại Samsung giá rẻ thì mình nghĩ đây là một trong những dòng điện thoại rất là đáng quan tâm. Ráng mua. Ngoại hình cũng rất là đẹp. Những thác vụ thao tác thông thường thì rất là mượt mà nha, cũng rất là ok trong tầm giá. Và có hỗ trợ góp cho chúng ta luôn nha. Nếu mà có gì bạn muốn mua góp thì chúng ta chỉ cần trả trước tầm khoảng 1.047.000, góp mỗi tháng là 623.000, góp 4 tháng là xong nha. Chỉ cần căn cứ công dân, chứng minh nhân dân đủ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi thì chúng ta lên hồ sơ góp được nha. Rồi cảm ơn các cô chú anh chị bạn mình đã xem video review của Quyền về dòng điện thoại Samsung Galaxy A04 phiên bản 4GB.